Mày quay ngang này, quay ngang này thì nó về ấy này, quay ngang này thì nó là nó to quá. Sau này nó to nó lên cái. Cái này tối ra rồi coi như. Ở máy tiếp tiếng. Khi nào hết hết cái ấy của mình thì thôi. Trung lượng thôi. Hết trung lượng thì thôi. Mười phút thôi, xong bắt đầu thì không muốn tải đấy, thì 5-10 phút cho mình tí tải đâu, chờ lâu lắm. Ra quán Việt Nam. Thế thì quay suốt ngày, quay đưa lên quay suốt ngày. Xem quần áo đi, hàng này là hàng đấy à, quần áo này quần áo Trung Quốc đưa sang đấy đúng không hả? Căng quay ở lúc này tiếng lượng offset vào cho gần khu học to kiểm soát. Quần áo ở đây có rẻ không? Đồ xe. Như cái này bao nhiêu tiền? Đây có 980, làm gì có hơn 1000. Trước hết, loại này được, chất vải này được. Dạng như kiểu khoảng 7 bố. Kiểu
kiếm cái áo đờm mi cũng có. Để chất liệu vải cũng được đấy chứ. Bố Dung à? Ủa, mà sang tay à? À, đi học. À, xe xe à? Xem nhìn nữa. Đấy, không ngờ lại cái mũ này lại rẻ thế. Hãy huh?